Xin chào các bạn, ngày hôm nay như cho các bạn coi một cái mẫu camera này nè các bạn. Đây là camera wifi luôn đó các bạn, nhưng mà nó là camera Juicy. Thì cái camera này một thời gian nó rất là nổi ở trên thị trường. Thứ nhất là nó rẻ các bạn, cái thứ hai là nó ra đời đầu các bạn. Lúc này thì KB One hoặc là IMEI nó chưa ra đâu, thì cái này nó bán rất là chạy. Nhưng mà hiện tại thì khi mà dòng IMEI và KB One nó ra đời ấy, thì cái Juicy này hầu như nó bị gọi là ít người sử dụng. Những người khách hàng nào ấy mà muốn mua rẻ, giá rẻ thì người ta vẫn hàng sử dụng hàng Juicy. Và đối với những cái khách hàng Juicy như thế này ấy, là cái những con camera nó là no name các bạn, nó không phải một công ty phân phối nữa, mà nó là hoàn toàn hàng no name, vẫn là rẻ các bạn. Nhưng mà các bạn không nên sử dụng những con như thế này, vì nó không ổn định nhiều đâu các bạn. Nó sử dụng tạm thời thôi, chứ không ổn định một chút xíu nào cả.